Thưa các anh chị, thời gian gần đây có hiện tượng đường lưỡi bò xuất hiện liên tục. Có vẻ như đang có một cuộc tấn công vào chủ quyền của Việt Nam, thậm chí có cả việc xóa bản đồ Việt Nam, số quốc kỳ Việt Nam trên bản đồ của Google. Lá cờ Việt Nam đang được làm từ các mảnh gốm trên nóc nhà hội trường đảo Trường Sa lớn đã biến mất trên hai ứng dụng của Google. Thay vào đó là một màu trắng xóa. Sự việc được một số cư dân mạng Việt Nam phát hiện ngày 10 tháng 7 trên các ứng dụng Google như Google Maps và Google Ads. Theo đó, khi chọn chế độ hình ảnh vệ tinh ở đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhiều người đã bất ngờ khi phát hiện quốc kỳ Việt Nam đã làm từ gốm đã biến mất. Quốc kỳ Việt Nam làm từ gốm là ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, xuất phát từ mong muốn ai cũng có thể nhìn thấy cờ đỏ sao vàng dù từ máy bay hay vệ tinh. Sau nhiều tháng ròng rã khảo sát lên ý tưởng và được sự hỗ trợ của nhiều bên, lá cờ Tổ quốc đặc biệt rộng 310 m² đã hoàn thành vào năm 2012. Lá cờ có kích thước 12,4 m, 25 m, được ghép từ 310.000 viên đá mô xét cỡ 3x3. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từng chia sẻ những mảnh gốm gắn cờ là gốm phủ men màu đỏ tươi, bảo đảm chịu được mưa nắng ngoài trời, độ mặn của muối biển và không bị phai màu. Chất kết dính của họa sĩ sử dụng là xi măng, chịu mặn của Bộ Quốc phòng, có độ kết dính và chống muối biển ăn mòn rất cao. Tuổi Trẻ Online đã truy cập vào ứng dụng trên điện thoại và trang web Google Maps, trang web ứng dụng Google. Sáng 11 tháng 7, kết quả tìm kiếm đảo Trường Sa lớn ở chế độ hiển thị ảnh vệ tinh cho thấy quốc kỳ Việt Nam trên nóc hội trường đảo đã thực sự biến mất, thay vào đó là một màu trắng xóa. Tức là xác định trở lại của báo Tuổi Trẻ đã cho thấy ý kiến của các cư dân mạng về vấn đề này là đúng. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ vì cho rằng Google đã xóa quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn. Rất nhiều người đã truy cập vào trang Google Maps và để lại yêu cầu Google tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Một số người cũng kêu gọi đánh một sao các ứng dụng của Google cho việc này. Tuy nhiên đây chỉ là thiểu số. Phần lớn đều để lại thông điệp nhấn mạnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một vài người để lại hình ảnh của Google vào năm 2020 khi quốc kỳ gốm vẫn còn và yêu cầu tôn trọng sự thật. Cái gọi là đường lưỡi bò cũng tăng cường, như tôi đã nêu trên. Cái gọi là đường lưỡi bò đã tăng cường tần suất xuất hiện trên các ấn phẩm, đặc biệt là các xuất bản phẩm văn hóa và phim ảnh giải trí. Có vẻ như việc này đã được sự tiếp tay của một nhóm người nào đó bí mật trong nước. Nhà báo Võ Đức Phúc bình luận: Netflix và FPT Play phải chịu trách nhiệm với khán giả xem phim về việc để đường lưỡi bò len lỏi trong phim, không thể im lặng coi thường lòng tự tôn dân tộc của Việt Nam được. Phim dài tập của Trung Quốc Bridge to You, hưởng gió mà đi, có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong một cảnh trên máy bay. Tập 30 có hình ảnh đường lưỡi bò trên chuyến bay từ Quảng Châu, Trung Quốc đến Singapore gặp sự cố, phải chuyển hướng đến sân bay gần nhất đặt tại miền Trung của Việt Nam, nhưng không nhắc đến tên Việt Nam. Sân bay mà bọn lưỡi hò hư cấu có tên là Sức Gòn, đọc trèo trèo giống như kiểu tên Sài Gòn. Sài Gòn đẹp đẽ lung linh chứ đâu có bóng dáng trâu bò thè lưỡi ra liếm. Netflix và FPT Play, một tay thu tiền của người Việt, tay kia thu tiền nhà sản xuất phim, nhưng lại bóp nghẹt cảm xúc yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của người Việt, biến cảm xúc của người Việt, đặc biệt là giới trẻ xem phim, trở nên bình thường trước những điều bất thường phi pháp. Người Việt phản ứng yếu ớt. Từng có một số sản phẩm thương hiệu lưu hành trên thị trường cố gắng đường lưỡi bò chính đoạn bị giới trẻ phản ứng mạnh mẽ, hiệu ứng tức thì. Sau đó đường lưỡi bò biến mất, nhưng lâu dần cảm xúc chủ quyền không còn trinh nguyên nữa, nên sự phản ứng dần cũng yếu đi. Nhận xét này của nhà báo Võ Đức Phúc hoàn toàn chính xác và rất đau lòng. Chúng ta là người Việt không thể để bị tác động chai lì cảm xúc, cấm phim này rồi cũng xuất hiện phim khác, những người Việt không biết cách để quay lưng lại với nó. Rồi việc trang chủ của IMI có đường lưỡi bò liên quan đến việc IMI Việt Nam tổ chức Bon Black Blin quá chậm giải quyết, người dân không khỏi thắc mắc và nản lòng. Và chúng tôi cũng có ý kiến giống như vậy. Việc tấn công vào chủ quyền Việt Nam có vẻ như có chủ ý và càng ngày càng mạnh mẽ. Họ làm kiểu mưa dầm thấm lâu, tầm ăn lá dâu, nghĩ ngày nào cũng đưa ra, lúc nào cũng đưa ra hết, làm cho người dân Việt phản ứng riết rồi cũng mai một và yếu ớt dần.
Và như thế là họ đã thắng rồi. Và đặc biệt công chúng không hiểu vì sao những ấn phẩm, xuất bản phẩm khác, phim ảnh bị chúng ta, cơ quan chức trách của Việt Nam xử lý rất nhanh, nhưng việc IMI để đường lưỡi bò cho trang chủ và IMI Việt Nam cũng đã xin lỗi rồi trong việc tổ chức Bon Blackpink. Tuy nhiên nhà chức trách vẫn chưa có một thái độ kiên quyết cụ thể nào, mà chỉ là những lời hứa sẽ kiểm tra chung chung. Trong lúc IMI Việt Nam đã xin lỗi và thừa nhận có đường lưỡi bò trên trang chủ của IMI mẹ, và IMI mẹ vẫn để bản đồ đó như bình thường. Xin cảm ơn các anh chị.